Hello, mình xin chào cô chú. Hôm nay tôi xin giới thiệu cô chú một số chậu vanda tím blue. Đây là mặt hoa của nó cô chú. Đây, đây là một số mặt hoa được chụp thực tế từ vườn luôn. Và đây là hàng lá nha cô chú. Loại vanda là ưa nắng, rất là xinh hoa luôn, hoa rất là to cô chú. Vanda tím blue, đây là hình chụp thực tế từ vườn của con. Và hiện tại thì bên con đang bán đồng giá là 190.000 một giò. Hàng lá nha cô chú, đồng giá là 190.000 một giò. Cây rất là to đẹp luôn. Và cái loại này thì nó cũng bây giờ nó cũng không có nhiều nha cô chú. Vanda tím và lu. Và hôm nay là ngày 20 tháng 2 năm 2019. Số điện thoại bên con là 0908 846 04. Địa chỉ Vườn Lan, phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và ở đây tôi xin giới thiệu một số hình cây của nó. Đây là một số hình cây của nó cô chú. Đồng giá là 190.000 một giò. Và đây là hàng lá nha cô chú. Về mình xịt phân vào cho nó thì nó rất là khỏe, rất là tốt luôn. Và loại này rất là xiên hoa. Vanda màu blue nha cô chú. Tím blue. Và đây là kích thước cây nè. Trăm chín mươi nghìn một giò đồng giá. Và hiện tại thì con đang có khoảng cỡ 30 giò thôi cô chú. Và số điện thoại của con là 0908 846 04. Địa chỉ Vườn Lan, phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và hôm nay mình xin chào cô chú.